Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục đọc truyện tình báo Việt Nam phát trên kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 11 của tiểu thuyết Ván bài lật ngửa. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 12 của bộ tiểu thuyết này. Các sử liệu sau này ghi rất vắn tắt về sự cố bắt đầu vào ngày 28 tháng 4 năm 1955 và kéo dài đến ngày 10 tháng 5. Quân đội Bình Xuyên và quân đội của Ngô Đình Diệm đánh nhau tại Đô Thành, Sài Gòn hàng vạn ngôi nhà cháy. Con số thống kê và tổn thất nhân mạng theo thời tiết chính trị mà tăng giảm. Khi chiến sự đã lắng, Tổng trưởng Thông tin Trần Tránh Thành quyết giới thiệu vụ Bình Xuyên như là một thứ ghẻ ngoài ra. Tổng số cả đôi bên chưa quá 100 người chết. Dĩ nhiên, cần phải nhân lên mười mấy lần hay hơn nữa, con số đó mới gọi là gần với chân lý. Trong tất cả những trận giao phong với các giáo phái, quân của Ngô Đình Diệm nếu đụng phải một sức mạnh chống trả, thì sức mạnh chống trả đó là của phe Bình Xuyên và sau này là của Ba Cụt. Những người chứng kiến tại chỗ biết rằng Bình Xuyên và quân của Ngô Đình Diệm nổ súng đúng ra từ đêm ngày 29 tháng 3. Từ đêm đó, trụ sở Tổng nha Cảnh sát Quốc gia ở đường Katina vẫn duy trì như một đồn lũy, dù cho Tổng Giám đốc đã di chuyển nơi làm việc. Đối lại, những khẩu pháo 57 ly trên mấy chục chiếc xe bọc thép nép dưới vòm cây dưới dinh độc lập ngó châm bẩm vào các cụ cát ngay cửa tổng nha. Mãi đến ngày 18 tháng 4, một số công chức công an lén vượt tường thành ta biết xin đầu thú. Ở Gò Vấp, công an sung phong và quân rủ bắn nhau đến 20 ngày, và sau cùng công an sung phong đầu hàng. Nhưng một đoàn xe chở lính chính phủ bị lựu đạn trong chợ lớn, thương vong nặng. Bộ tổng tham mưu lại bị đạn cối. Đô Thành ngộp thở, tin tức đủ loại như Pháp cho chính phủ Ngô Đình Diệm đo ván, giáo phái đã sẵn sàng hay Việt Minh phối hợp đánh dốc từ vĩ tuyến 17 vào. Hay Mỹ đổ bộ ủng hộ ông Diệm, có thể xài bom nguyên tử, Trung Cộng sẽ ra tay chặn Mỹ, vân vân. giới hoa kiều chợ lớn chưa bao giờ chịu nhường cho ai cái quyền bào chế những tin động trời nhất. chẳng hạn, Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch vốn đánh cuội, nay nghe lộn xộn ở chợ lớn sẽ biểu Ngô Đình Diệm với Bình Xuyên, đụng đâu thì đụng, chứ đừng gây khó dễ cho hoa kiều. Nhược bằng cãi lại thì Lưu Bá Thừa và Hà Ứng Khâm, một người xua quân bộ một người xua quân thủy ào một lượt thì ngô đình diệm với bảy viện nhất định xí lắt léo trong khi đó mỗi bên đều sửa soạn thanh toán nhau đến mức tối đa đồng thời tự chứng tỏ mình đã cố gắng đến mức tối đa vì lợi ích đoàn kết quốc gia hội pháp ngữ thân hữu mở cửa phòng triển lãm tranh van gogh thủ tướng ngô đình diệm kêu gọi công an sung phong hạ vũ khí các lực lượng giáo phái thống nhất và quân đội quốc gia hứa hẹn bầu cử quốc hội chính phủ tung ra một đòn tổ chức hỏi ý kiến dân về các vấn đề trọng yếu như dân chịu thống nhất quân đội không, chịu bài trừ nạn mất an ninh trật tự hay không. Colin về Mỹ hôm trước, hôm sau chính phủ Mỹ tuyên bố trong hoàn cảnh tế nhị ở Nam Việt Nam, chính phủ Mỹ và cả thế giới tự do không còn có sự lựa chọn nào ngoài sự ủng hộ chính phủ do Ngô Đình Diệm đứng đầu. Bản tuyên ngôn cố tình quên, quên quốc trưởng Bảo đại và người ta biết đó là sự dàn xếp giữa Mỹ và Pháp. Bởi vậy khi báo chí đăng rộng rãi thái độ dứt khoát của Mỹ, Ngô Đình Diệm liền ký một sắc lệnh mà ông đã để sẵn trên bàn viết từ ngày ông chấp chính, đó là cách chức tổng giám đốc cảnh sát quốc gia của đại tá Lại Văn Sang, loại công an xung phong ra khỏi vòng pháp luật, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Lễ thay sang, rời trụ sở cảnh sát khỏi đường Catina, trung tâm thần kinh của đô thành. Cụ súng lại được đắp thêm, quân chính phủ cắm trại, quân bình xuyên giàn giá. Ngày 28 tháng 4, văn phòng của Bảo đại ở kN điện về cho thủ tướng một loạt chỉ thị. Có lẽ quốc trưởng ký khi còn ngái ngủ. Một là không được cắt chức lại văn sang, không được làm điều gì trái với chính sách đoàn kết quốc gia của quốc trưởng. Rồi mọi người phải tôn trọng kỷ luật, chỉ định thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ làm tổng tham mưu trưởng, ra lệnh cho thủ tướng sang Pháp ngay, báo cáo tình hình với quốc trưởng, vân vân. Có lẽ Bình Xuyên nóng lòng chờ những chỉ thị như vậy. Vào một giờ trưa cùng ngày, súng nổ. Trận đụng độ lớn nhất giữa Ngô Đình Diệm và các giáo phái bắt đầu. Luân vừa nghỉ trưa được 10 phút thì tiếng động dựng anh dậy. Thạch và Lục đứng ngoài sân bảo nhau, đánh lớn rồi. Chị Sáu, người nấu ăn mà Luân vừa nhờ, niệm Phật liền miệng. Chị rất sợ súng. Quê chị trải qua 9 năm trong tiếng súng. Chồng chị, một nông dân bình thường và đứa con trai duy nhất của anh chị lên tám, chết vì đạn lạc. Không rõ đạn của Tây hay của Du Kích, nhưng chính từ những tiếng nổ như hôm nay. Điện thoại gieo, nhu báo cho Luân tin tức sốt dẻo Bình xuyên đánh một lúc nhiều mục tiêu, như Bộ Tổng Tham Mưu, nhà cảnh sát đô thành, đồng ủy di cư, vân vân. Đạn súng cối rơi khá nhiều trong khuôn viên dinh độc lập. Nhu ung dung và hóm hỉnh. Một quả súng cối nổ ngay chỗ tôi và anh thường ngồi uống cà phê, hai chiếc ghế mây trúng mảnh, chậu hoa bên cạnh gãy hết mấy cành. Nhu không mời luân vào dinh độc lập ngay, nghĩa là theo Nhu không có việc gì quá khẩn trương cần trao đổi nhưng lại hẹn luôn ăn cơm tối với y. Có món cá chích ngoài Huế gửi vào, ướp lạnh nên còn tươi. Tôi nhờ nấu đúng kiểu thuận an để đãi anh. Nhu chưa bao giờ nói chuyện ăn uống. Y thật sự ít quan tâm đến nó và luôn biết là Nhu đang cực kỳ cao hứng. Lục trèo lên nóc nhà xe trông ngóng. Luân thét to. Anh Lục, quay chừng đạn, xuống. Lục tụt xuống nói với Luân, đẩy lo lắng. Xóm chợ quán cháy to, cô Thủy Dung Luân bây giờ mới sực nhớ. Anh vội vã quay dây nói đến nhà Dung, chuông reo ở đầu dây xong chờ mãi, không thấy có người lên tiếng. Không rõ vì sao Luân bỗng buồn chồn, anh cắt máy và quay lại. Chuông reo và vẫn không có người. Luân đổi số, gọi lại nha cảnh sát, có thể giờ này Dung đã đi làm. Lục chia sẻ nỗi thất vọng của Luân, anh nhìn lom lom chiếc máy, trượt mặt Luân rạng rỡ. Có phải nha cảnh sát đó không? Nhưng Luân không rạng rỡ được lâu. Xin lỗi Tôi muốn gặp cô Thùy Dung Thùy Dung chỗ đại tá Trần Vĩnh Đắt Luân gào to vì tạp âm đầy trong ống nghe Phái, Thùy Dung Đầu dây kia vọng một tiếng thể tục tĩu. Và hình như có cả tiếng của Dung Luân thử người rất lâu Lục nói khẽ Hay là em đến nha Không được, đang bắn nhau loạn xạ Trước nhà Luân Dân chúng hớt hải kéo qua Họ tán khỏi vùng chiến sự Thạch mở máy thu thanh Đài Bình Xuyên phát bản tin Quân của họ làm chủ khu trường Pechu ký, chiếm nhà cảnh sát, bao vây bộ tổng tham mưu, thạch đối lan sóng, đài Sài Gòn tường thuật trận đánh ngay nhà cảnh sát đô thành và kêu gọi lính Bình Xuyên đầu hàng. Luân đi đi lại lại khắp phòng khách căng thẳng. Tình hình này đã được A07 dự kiến trong chỉ thị gửi Luân do Dung mang vào. Tất nhiên A07 không thể đoán hết các tình huống, song những nét chính thì quả là rất chính xác. Mâu thuẫn Mỹ Pháp đang phát triển đến tận nóc, diệm thông qua cuộc đánh dẹp này mà củng cố quyền lực và cuộc đánh dẹp sẽ để lại trong cơ thể chế độ mới ở miền Nam những vết thương không bao giờ có thể thành sẹo. Về phía cách mạng, chưa phải lúc khai thác cơn xung đột đẫm máu này bằng vũ trang, song cần phải biết chỉ cho quần chúng cách nhìn kẻ thù. Đánh bại Bình Xuyên và các phe nhóm thân Pháp, Ngô Đình Diệm tạm thời có thể bịp được một bộ phận quần chúng thông qua sự lợi dụng ý thức dân tộc đang bừng dậy mãnh liệt sau chiến thắng điện biên phủ và lòng căm ghét Bình Xuyên, các giáo phái của quần chúng. Nhiệm vụ của Luân là sửa soạn đón các đợt xung đột nhất thiết sẽ xảy ra sau này với những nhân tố mới từ bản thân của Mỹ Diệm. Riêng trong sự kiện này, cách mạng cố bảo tồn được một bộ phận yêu nước trong lực lượng Bình Xuyên và các giáo phái, tạo điều kiện cho họ sống và hoạt động, dùng danh nghĩa đó mà từng bước xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Việc sau sẽ không thuộc phạm vi chức trách của Luân. Lý thì như vậy, song cảnh dối gian trước mắt gợi cho Luân nhiều ý định. Phải chi Ngọc chưa bị bắt, anh có người trao đổi và tin là có thể khơi thêm mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù. Anh cảm thấy mình quá thảnh thơi, quá bàng quan. Cái cớ thứ hai khiến anh đứng ngồi không yên là Dung. Luân lại gọi điện về nhà Dung, gọi cầu may thôi. Xong lần này có người nhắc ông nói. Luân mừng rỡ hỏi liền. Ai đó? Dung hả? Nhưng là người giúp việc cho cô chú Dung. Dung đến sở và không về. Xóm bầu sen cháy dữ dội, sắp lan ra đường lớn. Cô chú Dung đều vắng nhà, người giúp việc quá sợ vì các toán lính bình xuyên và quốc gia thay nhau cướp hãm hiếp cửa nẻo dù đã đóng chặt vẫn bị phá luân gọi lại nha im lặng anh suy tính một lúc gọi nhu nhu cho anh biết bình xuyên lọt vào nha nhưng đang bị bao vây chắc không có khả năng xấu đối với cô dung đâu tôi sẽ chỉ thị cho thiếu tá cao văn viên tìm cô dung cho anh anh yên tâm nhu an ủi luân điện thoại lại reo luân nhấc máy dung ăn trưa xong Hôm nay cô ăn tại nơi làm việc Tựa người vào ghế nghỉ một lúc Thì Trần Vĩnh Đắt hớt hải bước vào Bình Xuyên sắp tấn công Lão kêu lên tuyệt vọng Và sau đó gọi điện cấp báo với Nguyễn Ngọc Lễ Cố thủ chờ tiếp viện Lệnh của Nguyễn Ngọc Lễ gọn như vậy Nhà cảnh sát nam phần vừa đối chủ Đắt thay Nguyễn Văn Tôn Chưa kịp xếp đặt lính tráng Mà dẫu có xếp đặt Bất quá đắt có vài chục tay súng Trang bị súng ngắn Đánh chắc gì được Chỉ vài giây sau Đắt lên xe giao quyền chỉ huy bảo vệ nha lại cho một thiếu tá. Lão vẫn chưa bỏ ý định xấu đối với Dung, gọi đến lạc giọng, bảo Dung cùng chuồn với lão. Cơ hội khoái lửa này, Dung khó mà thoát khỏi tay lão, nhưng Dung từ chối. Xe rắt vừa ra khỏi cổng nha vài phút, viên thiếu tá chưa biết phải làm gì, thì các toán lính bình xuyên thấp thoáng nơi đầu đường. Dung nhìn qua cửa sổ, thấy nhân viên nha vẫn nhởn nhơ, cô hiểu liền, hầu hết là người của Sang. Quả đúng như vậy, cửa nha mở rộng, Công an xung phong đường hoàng kéo vào sân, thân mật bắt tay đám cảnh sát. Viên thiếu tá và 10 người sau cùng chạy trốn vào phòng dung. Viên thiếu tá mặt cắt không còn hột máu. Làm sao hả cô? Dung không biết mình phải làm gì. Giá mà anh ấy có mặt tại đây. Dung nhớ liền đến Luân. Cô với tay quay điện thoại, nhưng vừa quay được hai số, toán công an xung phong lăm lăm chĩa súng vào cô. Một tên chắc là chỉ huy ra lệnh. Bỏ máy xuống. Dung đành bỏ máy. Thằng đắt đâu rồi? Tên đó hỏi. Ông đắt vừa ra khỏi nha. Dung trả lời bình tĩnh. Tên chỉ huy công an sung phong, súng lục trên tay, bê dê đội lệch, ống tay áo lộ vết chảm xanh lè, ngó Dung một hồi liếm mép. Mày là ai? Tôi là nhân viên nha. À, con này người Bắc. Một tên khác gieo. Sao răng mày trắng và đều dữ vậy? Tên chỉ huy hỏi. Dung thấy tình thế xấu rồi, cô mân mê ngăn kéo, khẩu súng ngắn trong đó. Mày là vợ bé thằng đắt phải không Tên chỉ huy bước hẳn vào phòng Dùng quắc mắt Ai cho phép anh nói hỗn láo như thế Viên thiếu tá Hắn lột cấp hiệu lúc nào không ai rõ chắp tay Dạ cô đây là bí thư của ông đắt Bí thư Bí thư với vợ bé thì khác gì nhau Tên chỉ huy vừa nói vừa liếc quanh Gã hỏi viên thiếu tá Bên kia là phòng trống phải không Dạ chuyện sẽ phải diễn ra như vậy đó dung hiểu chuông điện thoại reo tên chỉ huy nhấc ống dung nghe rõ tiếng luân trong máy cô toan rằng ông nói nhưng tên chỉ huy gạt cô thật mạnh nhà bị tụi tao chiếm rồi mày là ai thùy dung là con nào đủ má nói dai nhách anh luân em dung cố thét to tên chỉ huy gác máy mày là thùy dung hả tính kêu cứu hả theo tao gã nắm tay dung bảo số công an lô nhố ở cửa. Tụi bay còng hết mấy thằng trong phòng này, đứa nào ngo ngoe bắn bỏ, tao phải thay thằng đắt với con nhỏ này. Theo qua cưng. Dung kéo ngăn tủ, cô quyết định xả vào thằng khốn kiếp này mấy viên và dành cho cô viên cuối cùng. Một chiếc xe dép phóng vào sân, lũ công an xung phong kháo nhau. Đại tá tới. Một sĩ quan nhảy khỏi xe, tên chỉ huy công an xung phong buông tay Dung bước ra đón. Sao chùm nhum vô đây? Lo bố trí chống tụi dù, tụi nó tới bây giờ, người sĩ quan quát to, ông ta chợt thấy dung, cô là ai? Dung đoán ông ta là Lại Văn Sang. Tôi là vợ của kỹ sư Nguyễn Thành Luân. Oh, Sang kinh ngạc, bà làm ở nhà cảnh sát à? Dung không trả lời, liếc về tên chỉ huy công an Dung Phong. Mày muốn làm ẩu hả? Sang tát tên chỉ huy một cái tát nảy lửa. Bình xuyên sạt nghiệp cũng vì lũ chúng mày. Sang bảo Dung, ở đây sắp xảy ra chiến trận, bà không nên nấn ná. Bà muốn đi đâu? Trước nhà nhiều tốp dân chạy đùa ra phía chợ bến thành bà nên theo những người chạy loạn bà cần nói chuyện với ông luân không dung quay số anh đó hả em đây đại tá lại văn sang có mặt cho em em sẽ theo đường trần hưng đạo dạ bình yên anh muốn nói chuyện với đại tá không sang cầm ống nghe luân nói gì không ai rõ xong sau đó sang đích thân đưa dung ra cổng rồi phóng xe dép về hướng cầu chữ y luân đoán dung tại trường cầu kho gặp luân dung vụt khóc và... Sài Gòn trải qua một đêm kinh động. Từ Boss Center đến đường Tổng đốc Vương, súng nổ liên hồi. Súng cũng nổ ở Đa Cao, Gò Vấp, Phú Lâm, Khánh Hội. Các đám cháy rực cả thành phố. Nhu đãi cơm Luân và Dung. Trần Lệ Xuân đi Đà Lạt vắng. Nhu giao hẹn với Luân chỉ ăn cơm, nói chuyện phiếm. Còn tình hình thì đợi sáng mai. Tuy vậy, Luân cũng thuật lại cho Nhu nghe trường hợp của Dung. Thằng cha sang đúng như anh nói, còn đôi chút nhân phẩm tôi không xếp gã vào lũ đần độn trong bình xuyên nhưng gã lưu ân tình với anh không phải là không có duyên cớ gã hiểu rằng gã sẽ thua giữa tiếng súng các cỡ thi nhau trước dinh độc lập quân bình xuyên vẫn chưa rời bót catina nhu ung dung nếm món cá chích và hỏi luôn miệng cảm giác của luân và dung về món ăn này trên đường về luân nhận xét với dung khi họ từ giã nhu nhu rất cứng dung liên lạc được với người cô bình xuyên rút khỏi chợ quán và Trần Vĩnh Đắc oang oang trong máy. Cô Dung bình yên chứ? Tôi đã quét xong bọn nó, sáng mai cô đến nha làm việc bình thường. Nhu nhìn Ngọc suy tính, tuy giữa trưa phòng giam vẫn tối mờ, ngọn đèn điện hắt một màu vàng bệnh hoạn. Trần Kim Tuyến ngồi lùi sát bách tường, ẩm ướt, thỉnh thoảng chùi đôi kính cận, lặng lẽ như một nhân chứng. Ngọc thanh thản tựa lưng vào thành ghế, mái tóc bạc rũ xuống che vầng trán rộng da anh hơi xanh vì 10 ngày không gặp ánh mặt trời ở đây ông được đối xử tốt không nhu hỏi sau một lúc đắn đo tìm cách mở lời tôi không bận tâm tới những chuyện đó hẳn là bác sĩ trần kim tuyến ngọc không ngó tuyến đã tính toán chi ly trong mọi trường hợp đối xử ngay cả về trung cuộc tôi còn không quan tâm nữa là tôi hỏi thẳng ông ai cử ông đi liên lạc với bình xuyên nhu sửa giọng ngoai vệ điều đó có gì quan trọng tôi là một cán bộ tôi hành động theo chức trách của tôi tại sao ông xui bình xuyên gây phản loạn chính các ông luôn hô hào hòa bình kia mà trong một câu nói ông phạm đến mấy lỗi có cái thuộc văn phạm có cái thuộc chủ đề ngọc cười hơi khinh miệt tôi không xúi không xua bình xuyên làm bất kỳ điều gì ngược với lợi ích hòa bình của đồng bào ta chính các ông đã làm việc đó còn từ phản loạn ông gán cho bình xuyên e rằng chưa chính xác ai phản loạn hơn ai giữa các ông và bình xuyên cần phải xem lại ông là một đảng viên cộng sản phải không tôi chưa bao giờ nói khác một đảng viên cộng sản không được quyền mù quáng ông đi với bình xuyên thì được lợi ích gì còn nếu tôi đi với các ông thì được lợi ích gì bình xuyên là một nhóm ô hợp phạm nhiều tội ác mà tội ác lớn nhất là phản quốc nhưng trong họ không phải không có người còn lương chi mà đến với bình xuyên ông tổ chức họ chống đối chúng tôi lâu dài ư ngọc không trả lời nhu hỏi giọng khiêu khích ông tin là chúng tôi sẽ đổ ư người ta đồn ngô đình nhu là một chính khách sắc sảo hóa ra người ta đồn lầm ngọc dằn mạnh ông cho là ân huệ của chính phủ mỹ mãi mãi dành riêng cho gia đình ông ư sao ngây thơ quá vậy đó là tôi chưa nói nhân dân việt nam họ không dính dáng gì đến viện trợ mỹ các ông đã bắt đầu tố cộng rồi chứ gì tố cộng về thực chất là tố quần chúng các ông dám tố quần chúng thì quần chúng dám tố các ông, đương nhiên là như vậy. Cứ cho như ông nói đúng về cái nhân dân mà ông đơm đặt cho họ nhiều ưu điểm quá, nhóm Bình Xuyên lại gây hứng thú cho ông thì quá lạ lùng. Những người Bình Xuyên yêu nước không hành động theo lối bảy viễn. Rồi ông còn đủ thì giờ kiểm nghiệm lời nói của tôi. Và không riêng gì các giáo phái, ngay quân đội mà ông đang cố gắng xây dựng làm lực lượng chống đỡ cho chế độ của ông, họ sẽ chĩa súng vào ông khi họ cho là cần thiết, hoặc khi Mỹ cho là cần thiết. Nhu giết thuốc liên hồi Ngọc nói những cái đáng sợ thật Và những cái không phải Nhu không một lần nghĩ tới Theo ông Kỹ sư Nguyễn Thành Luân là người thế nào Nhu bất thần đổi chủ đề cuộc trao đổi Trần Kim Tuyến dán mắt vào Ngọc Xoay mói Ngọc hỏi lại thản nhiên Như thế nào là về phương diện gì Chẳng hạn như xu hướng chính trị Như thái độ đối với Bình Xuyên Tại sao ông hỏi tôi những điều ông đã quá rõ Luân là bạn thân của tôi Trong kháng chiến chúng tôi quen nhau tuy không cùng nghề nghiệp. Bạn thì thân, song tôi và anh ta khác nhau về nhiều cách nhìn. Anh ta mơ màng về một chủ nghĩa quốc gia nào đó. Sự ấu trĩ của anh ta như sai lầm của chính tôi vào thời gian đầu cách mạng, đôi khi khiến chúng tôi bất hòa. Anh ta không thích Bình Xuyên, kể cả những người không giống Bảy Viễn. Gần đây ông thấy ông Luân có những gì thay đổi đáng kể. Anh ta mỗi ngày mỗi mơ màng hơn. Chủ nghĩa quốc gia nói chung đã là một hư ảo, mà việc khoác cho anh em ông cái áo quốc gia lại càng hài hước. Vĩnh Viễn tôi và anh ta không thể dung hòa được quan điểm đó. Mặc dù Vĩnh Viễn tôi và anh ta là bản thân. Ông Luân biết tin ông bị bắt chưa? Tôi nghĩ là chưa. Chúng tôi liên lạc với nhau rất thưa. Ông tin là ông Luân sẽ tìm cách cứu ông không? Luân là người trọng tình bạn, còn việc cứu tôi thì chắc anh ta không làm nổi. Tại sao? Đơn giản quá mà. Tôi không tin ở chủ nghĩa quốc gia của các ông và bây giờ cũng là của anh ta và tôi không thể nào từ bỏ lý tưởng cộng sản mà tôi thiết tha để đổi lấy tự do cá nhân. Các ông không đời nào chấp nhận một người thù địch về ý thức hệ với các ông, được sống sót và hoạt động trong vùng các ông cai quản. Nguyễn Thành Luân tôn trọng tôi, sẽ không muốn tôi thành một tên phản bội và anh ta cũng không chịu khuyên tôi trá hàng, đơn giản như vậy. Ngọc nói rất rành giọt. Nhu kêu to, ông là một người cuồng tín. Ông biết tất cả đường sống của ông, ông có biết điều đó không? Ngọc cười buồn tôi không thích kéo dài sự thăm dò không cần thiết trần kim tuyến hỏi kỹ sư luân có một bạn gái đúng hơn có một người yêu ông có biết cô ấy không thế à ngọc vui hẳn nhưng nhu bận trầm tư nên không để ý một thoáng bối rối trong mắt ngọc anh hoàn toàn không hay biết việc này và khi biết thì anh hiểu ngay vai trò của người bạn gái ấy đối với luân tôi nghe luân nói về một cô bạn gái nhưng vì mối quan hệ giữa hai người lúc đó còn chưa rõ, nên anh ấy không giới thiệu với tôi. Nhu hỏi, ông có yêu cầu gì không? Có, tôi muốn gặp Luân. Yêu cầu của ông sẽ được giải quyết. Cuộc xung đột bước sang ngày thứ ba. Từ bốt Katina và quán theo Teofile ở Đa Cao, toàn bộ lực lượng của Bình Xuyên rút qua bên kia cầu Chữ Y và quanh vùng cầu Muối, cầu Ông Lãnh, xóm Chiếu, xóm Củi. Tổn thất hai bên khá nặng, nhưng thiệt hại của dân lại nặng hơn nhiều hàng nghìn người chết và bị thương hàng vạn ngôi nhà cháy ủy ban cứu trợ nạn nhân cuộc xung đột được thành lập khẩn cấp và tổng trưởng xã hội nguyễn mạnh bảo được bầu làm chủ tịch nhưng một phong trào quần chúng sâu rộng mới là cái quan trọng riêng cái tên của ủy ban cũng dấy lên sự tranh cãi giữa chính phủ và các nhân sĩ chính phủ muốn ủy ban mang cái tên ủy ban cứu trợ nạn nhân phản loạn bình xuyên các nhân sĩ kiên quyết không đồng ý sau cùng chính phủ nhượng bộ hoạt động chính trị còn sôi nổi hơn cả tiếng súng tướng Nguyễn Thành Phương và Trình Minh Thế đồng ký vào một thông báo tố cáo thực dân và phản loạn gây chia rẽ đổ máu, phủ nhận lệnh của quốc trưởng chỉ định tướng Nguyễn Văn Vĩ làm tổng tham mưu trưởng. Một hội đồng nhân dân cách mạng ra đời do Nguyễn Bảo Toàn đứng đầu, đẩy nội dung cuộc tranh chấp đến chỗ cốt tử của nó là sự tồn tại của Bảo Đại. Ngày 30 tháng 4, gần trưa, tại Dinh Độc Lập, tướng Nguyễn Văn Vĩ yết kiến Thủ tướng, nhu quyết định một nước cờ và diệm đồng ý. Đáng lẽ, Vĩ chỉ được một mình Thủ tướng tiếp để vị chính thức trao lệnh của quốc trưởng bổ nhiệm ông làm tổng tham mưu trưởng. Hàng chục sĩ quan cấp tướng đã có mặt, trong đó có hai đại tá vừa được diệm thăng quân hàm thiếu tướng là Trần Văn Minh và Andre Trần Văn Đôn. Thưa thủ tướng, đây là sắc lệnh của quốc trưởng. Vị ép úng mãi rồi mới nói. Vẻ mặt đằng đằng sát khí của các tướng lĩnh đã hốt hồn ông ta. Ông ta thẩm nghĩ mình dại dột nghe lời đợt Savin phiêu lưu và dinh độc lập. Đợt Savin nói, tướng quân cứ đến trao sắc lệnh cho ông diệm không ai dám làm điều gì thất lễ với tướng quân đâu tướng quân buộc ông diệm ra lệnh cho tướng tị giao quyền cho ông tổng thống mỹ eisenhower đã cam kết với chúng tôi là mỹ không can thiệp vào việc này chuyện nghe rất dễ ăn của được savin quay mỏi khó nuốt trôi nhưng dù sao vĩ cũng phải mở miệng diệm nhận tờ giấy đánh máy liếc qua thật tình ông đã nhận bản sao điện tín từ mấy hôm trước diệm nói tôi biết việc này rồi tuy nhiên đây là việc liên quan đến cơ quan quân sự tôi không thể tự mình giải quyết nên mời các ông trong bộ tổng tham mưu đến. Lệnh của quốc trưởng tất nhiên không thể không thi hành, song phải do các tướng thu xếp với nhau. Chính phủ công nhận người nào được các tướng tín nhiệm, ông hay ông tị, ai cũng tốt. Diệm nói chậm rãi, trong lúc các tướng chuyển nhau tờ lệnh. Tại sao lại thay đổi tổng tham mưu trưởng trong lúc súng nổ rền? Trần Văn Minh bắn tín hiệu. Mà khi hết phiến loạn Bình Xuyên cũng không thay đổi. Thiếu tướng cao đài Lê Văn Tất gầm gừ chuyện này có cái gì mờ ám bên trong thiếu tướng trần văn đôn nhún vai tôi nghe tin tướng hình về nước đang dừng chân ở can ta hình như một sự ông ta lúng túng tìm một từ tiếng việt lê văn tị dịch giúp đôn một âm mưu phải một âm mưu tôi phản đối tới cùng tướng andre vừa nghỉ cuối tuần ở long hải ra rẻ đỏ ao không rõ có phải tình cờ không mà bà cố vấn ngô đình nhu cũng nghỉ cuối tuần ở long hải điều rõ ràng là tướng đôn đang ở trong thần thái thỏa mãn và sẵn sàng ủng hộ thủ tướng như một hiệp sĩ. Đã vậy, tôi phải gửi điện khẩn trình bày với quốc trưởng, và chừng đó các ông đừng trách tôi. Lời đe dọa không đúng lúc của Vĩ khiến phòng họp cười ồ. Người không cười là trung tướng cao đài Nguyễn Thành Phương. Phương đột ngột vỗ bản. Ông Vĩ phạm tội làm dối lòng quân trong lúc đất nước gặp khó khăn. Một con người như vậy không xứng đeo loan sĩ quan cao cấp. Tôi đề nghị thủ tướng ra lệnh bắt ngay ông Vĩ nguyễn văn vĩ hoàn toàn không ngờ tình thế lại có thể xấu đến mức đó nguyễn thành phương mặc dù bề ngoài nho nhã nổi tiếng là hung thần gã đang muốn tấn công với ngô đình diệm vị bối rối đưa mắt tìm người khả dĩ nương tựa được trong hồi nguy nan này chẳng có ai andre với ông vốn là bạn nhưng bây giờ cậu ta tự nguyện làm nô lệ cho trần lệ xuân như thiên hạ đồn đại vĩ đành nhìn về ngô đình diệm cầu cứu mặt ngô đình diệm lại lạnh như tiền viên sĩ quan hầu cận rón rén lại gần diệm nói nhỏ Diệm gật đầu đứng lên bảo Các ông cứ bàn tiếp Tôi có chút việc vắng mặt dây lát Ý kiến của Trung tướng Phương rất đúng đó Không có Diệm Cuộc họp tẻ nhạt hẳn Các tướng bỗng thấy ngượng nghịu Trừ Nguyễn Thành Phương Nhu và Luân chờ Diệm ở trong phòng Nhu nói Anh Luân không tán thành việc bắt giam hay quản thúc tướng Vĩ Em và anh ấy tranh luận nãy giờ Lần lần em thấy anh ấy có lý Cho nên mời anh vào Ta trao đổi thêm Diệm ngồi xuống ghế và ra hiệu cho Luân nói. Thưa Thủ tướng, quan điểm của tôi tóm tắt như sau. Một, tướng Vĩ không là cái gì đến nỗi phải dùng biện pháp mạnh. Dùng biện pháp mạnh trong trường hợp này chỉ cho thấy ta đánh giá quá cao các sĩ quan thân Pháp. Hai, giam giữ tướng Vĩ sẽ đẩy số sĩ quan cùng cảnh ngộ như tướng Vĩ ngả về phía chống chính phủ, mà số đó đang nằm trong các đơn vị chính quy của chính phủ. Ba, chạm đến tự ái của Pháp là điều ta nên tránh. Bốn, cứ để tướng Vĩ tự do, hoặc ông ta cuối cùng cũng sẽ phải đổi thái độ hoặc ông ta liều lĩnh khả năng sau cho phép chính phủ mạnh tay mà không gây ra bất cứ phản ứng xấu nào diệm cắn môi suy nghĩ một lúc trưa hôm đó diệm đãi cơm tất cả các tướng lĩnh và không đả động gì đến việc bắt giam tướng vĩ thấy thủ tướng bỏ qua không ai nêu lại vấn đề kể cả phương tướng phương biết nịnh vào lúc nào là khôn ngoan và lúc nào là dại dột còn tướng vĩ hú hồn chọn chiến thuật im lặng là vàng Chiều hôm đó, Hội đồng Nhân dân Cách mạng họp ở tòa đô chính, ra tuyên cáo đòi chuất phế Bảo Đại, giao cho Ngô Đình Diệm lập chính phủ mới, dẹp phiến loạn, thu hồi tất cả chủ quyền quốc gia trọn vẹn và triệu tập quốc hội. Một hiện tượng độc đáo bao trùm thành phố Sài Gòn, giữa tiếng súng, thỉnh thoảng xen vải phát đại bác và giữa những đám cháy khói bốc cao lưng chừng mây, hàng trăm nghìn dân chúng chạy dồn vào trung tâm thành phố. hai chiếc tàu Marine Spain và Marine Aller của Hải quân Mỹ chút lên bến gần một vạn dân di cư. Họ ngơ ngác trước cảnh chiến tranh mà họ ngỡ là thôi không còn gặp nữa. Cả một khu vực toàn lều vải được hối hả dựng lên bên trong và xung quanh trường đua Phú Thọ. Cách chẳng bao xa bốt Catina, nơi một toán bình xuyên đang cố thủ, Tổng Liên đoàn Lao động của Lê Văn Thốt kết hợp với lực lượng thợ thuyền của Nguyễn Khánh Vân tổ chức meeting nhân ngày quốc tế lao động bên cạnh một cuộc meeting khác của Tổng Công đoàn cách chẳng bao xa Bốt Katina, nơi một toán bình xuyên đang cố thủ, tổng liên đoàn lao động của Lê Văn Thốt kết hợp với lực lượng thợ thuyền của Nguyễn Khánh Vân tổ chức meeting nhân ngày quốc tế lao động bên cạnh một cuộc meeting khác của tổng công đoàn lao công thiên chúa giáo do Trần Quốc Bửu cầm đầu. Nhiều diễn giả nói chuyện, đề tài hòa bình được khai thác nhiều nhất. Nhóm Lê Văn Thốt còn nêu nguyện vọng cải thiện đời sống, thực hiện dân chủ và yêu cầu chính quyền hai miền sớm hiệp thương, đặt quan hệ bình thường để tiến tới tổng tuyển cử thống nhất nước nhà nhóm Trần Quốc Biểu đã kích thực dân phong kiến và cũng có vài diễn giả hô hào chống cộng. Trước tòa đô chính, 5 tiểu đoàn và hai đại đội dưới quyền của đại tá Thái Hoàng Minh, tham mưu trưởng Bình Xuyên làm lễ quy thuận chính phủ. Thêm hai lực lượng mới tham chiến, một đơn vị ngự lâm quân từ Đà Lạt xuống kèm theo chiến xa chiếm nha bưu điện, tạo thế ỷ dốc cho nhóm Bình Xuyên trong Bot Katina và chiếm đài phát thanh quân đội cùng ngân hàng nhà nước. Lực lượng kia là quân của tướng Trình Minh Thế, thế tình nguyện đi tiên phong đánh vào hang ổ Bình Xuyên. Đài phát thanh quân đội phát nhật lệnh của Nguyễn Văn Vĩ, tổng tham mưu trưởng. Vĩ ra lệnh cho binh sĩ phải ngưng nổ súng, chờ đại diện của quốc trưởng mang chỉ thị đặc biệt về nước. Đại diện quốc trưởng nói ở đây là tướng Nguyễn Văn Hinh. Ông rời can cút ta nhưng không bay thẳng đến Sài Gòn, lại ghé Nam Vang, hẳn là còn nghe ngóng tình hình. Đài phát thanh Sài Gòn phát nhật lệnh của Lê Văn Tỵ tổng tham mưu trưởng. Tị ra lệnh cho Ngự Lâm quân phải rút ngay tức khắc khỏi thành phố, trở về danh trại. Những người bình luận thời sự sau này giả định nếu tướng Vĩ dám nổ súng, ông Diệm Át gặp khó khăn lớn. Nhưng tướng Vĩ và cả tướng hình nữa phải đâu sinh ra để hành động có mục đích có lý tưởng, lý tưởng gì cũng được. Họ như những cái máy, bất cứ việc nhỏ việc to đều do chủ bấm nút giật dây. Và chính phủ của họ, người Pháp đã mất quyền quyết định vấn đề Đông Dương, cho nên giả định kia là không có cơ sở. Giữa trưa, ngự lâm quân không kèn không chống rời các điểm lách thách kéo về đà lạt một số bình xuyên cố thủ trong bót catina tiếp tục bỏ trốn trình Minh thế tung lực lượng cao đài liên minh vào trận là sự kiện có ý nghĩa tinh thần đối với cả hai phe quân chính phủ được cổ vũ bình xuyên thì hoang mang chiều ngày mùng hai tháng năm khi quân chính phủ chuyển sang phản công với hai trung đoàn bộ binh ba tiểu đoàn dù bao một vòng rộng từ cầu chữ y đến cầu nhị thiên đường và xóm củi thông đến cần ruộc ba nghìn quân của trình minh thế ồ ạt đánh vào tuyến chính diện mà mục tiêu là đại bản doanh Bình Xuyên. Bộ chỉ huy Bình Xuyên chờ cuộc phản công với tâm trạng chờ thua. Bảy viễn thực tế đã suy sụp ý chí khi Ponelli cho biết quân Pháp không thể làm gì trong hoàn cảnh hiện thời, ngoài việc sẽ cố gắng chuyển gia đình của các thủ lĩnh Bình Xuyên bằng trực thăng và tàu nhỏ ra tàu chiến của Pháp đậu ngoài khơi ô cấp. Bao nhiêu điều bảy viễn ôm ấp, bỗng chốc tiêu tan. Mặt trận toàn lực quốc gia không có một hoạt động hợp đồng nào như cùng thỏa thuận long trọng bằng giấy trắng mực đen trái lại quân cao đài trở giáo một bộ phận quân hòa hảo thề trung thành với diệm liêng lơ roi bận bịu với bảy vợ lẽ thay vì đánh vào bến tre và mỹ tho như y hứa thì thu xếp của cải sang hẳn bên pháp quân pháp các sĩ quan việt chịu ảnh hưởng của pháp giữ thái độ trung lập khó hiểu bức tranh mà các cố vấn của bảy viễn phóng bút đầy màu sắc rực rỡ mỗi lúc một xám xịt tướng vĩ tướng hinh ngoài cái mã bảnh bao không làm nên một trò nào quay được. Và quốc trưởng, ông ta tiếp tục lú lẫn. Các bộ hạ của Bảy Viễn tính sổ và càng tính sổ họ càng nhận ra rằng Bảy Viễn, đảng trưởng của họ, không có khiếu chính trị. Cách suy nghĩ và hành động du côn mà ông ta tiêm nhiễm không còn hợp thời nữa. Dẫu sao, hai chiếc trực thăng luôn sẵn sàng. Vấn đề là chở thêm cái gì lên hai chiếc trực thăng đó? Nhóm quân sư của Bình Xuyên sợ mất mật, cứ ngỡ là hoanh hoang cho đã miệng, sẵn rượu thịt và gái, núp dưới cái ô bình xuyên mãn kiếp ai dè trời đất xoay vần như thế này hồ hữu tường là người đau khổ nhất trong bọn vốn chuyên nghề ngụy biện tường được bảy viễn trọng vọng và ông ta nghiễm nhiên là nhân vật số 2 trong ban cố vấn chính trị bình xuyên chỉ sau lại hữu tài hồ hữu tường phát biểu trong hàng trăm cuộc họp nào là về chiến lược đông nam á nào là chiến thuật việt nam trước vận hội mới bẻ mép xạo tường bao giờ cũng tự tạo kiểu cách của một nhà triết lý một nhà chính trị siêu hạng giải đáp tất cả thắc mắc của người khác bây giờ nhìn sang bên kinh tàu hũ thấy quân lính ngô đình diệm súng ống kìn kìn tường rụng rời chân tay các cố vấn và chỉ huy khác lại không quên những điều mà tường tiên tri rằng diệm không thể đánh bình xuyên vì cái thế của diệm và vì trận đồ đã lập xong miền tây có hòa hảo miền đông có cao đài sài gòn có bình xuyên và quân quốc gia vẫn luôn luôn trung thành với quốc trưởng cao nguyên quân ngự lâm quân của tướng vĩ cứ mắng xéo ông ta là thằng nói dóc thét rồi tường đánh năn nỉ các anh chấp nhất làm chi Chẳng qua tôi múa mỏ để kiếm cơm. Cả bộ máy chỉ huy Bình Xuyên đổ sộ, rốt cuộc còn mỗi cái đầu của Lại Văn Sang là có phần tỉnh táo. Ông ta cay đắng nhỡ những cam kết của Bảy Viễn với Phạm Công Tắc, Năm Lửa, Nguyễn Văn Vĩ và không ai biết từ ngày 28 tháng 4 Bình Xuyên đơn thương độc mã xung trận. Nói lực lượng Bình Xuyên thực tế là công an xung phong, con ruột của Sang. Ông ta đắn đo, ông ta linh cảm là được pin hứa ẩu nhưng ngày 26 tháng 4, tại phiên họp đặc biệt, Bảy Viễn quyết định nổ súng. Lần này tổng tấn công, hiệu lệnh cho tất cả lực lượng chống diệm theo Bảy Viễn là điện của báo đại. Một thứ quy ước cần được hiểu như chính phủ Pháp đã bật đèn xanh. Bản đồ Sài Gòn, Nam Phần, Trung Phần, đầy mũi tên. Thậm chí, Bộ Tổng Chỉ huy đã đủ các tay sừng sỏ. Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ, Thiếu tướng Lê Văn Viễn, Thiếu tướng Lê Quang Vinh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Đại tá Nguyễn Tuyên, vân vân Sang không tin sẽ có một sự hợp đồng. Cho nên tại sở chỉ huy, ông chẳng màng đến hàng chục máy truyền tin xếp thành hàng đội nhận thông báo chiến sự ở các vùng khác. Và đúng như ông đoán, chẳng có máy nào lên tiếng. Ngay chủ tịch mặt trận, ông ta cũng im lìm trong trí huệ cung. Trưa 28 tháng 4, sang đích thân thị sát khu vực chiến sự. Cuộc nói chuyện bất ngờ giữa ông và kỹ sư Nguyễn Thành Luân càng khẳng định trong ông giờ tàn cuộc của Bình Xuân đã điểm. Chào ông kỹ sư, tôi là sang đây chào đại tá tôi hoàn toàn không hiểu vì sao các ông phiêu lưu vào cái chỗ đồng nghĩa với sự sụp đổ riêng đại tá ông tin cái gì quân đội pháp ư quân đội quốc gia ư các giáo phái ư sẽ chẳng có cái gì hết càng kéo dài đánh nhau ở thành phố càng gây thiệt hại cho đồng bào càng khiến bình xuyên bị oán ghét và thật giản dị quân của đại tá sẽ bị tiêu diệt bây giờ tôi phải làm gì rút ngay sang bên kia sông bỏ tổng hành dinh, sẵn sàng thuyền bè vượt sông xoài rạp. Tháo chạy à? Nếu các ông không muốn, một tai họa còn kinh khủng hơn là quân của các ông bị bắt buộc phải đầu hàng hoặc bị giết sạch. Các ông làm việc lớn với kiểu cách trẻ con. Tôi không thể không nói thẳng với đại tá, các ông cực kỳ ngu xuẩn. Bây giờ hãy đề phòng trình minh thế. Lại Văn Sang hoàn toàn không tự ái về lời lẽ nặng nề của Luân. Ông ta vẫn từ tốn. Cảm ơn ông kỹ sư, bà kỹ sư tôi phải cảm ơn đại tá nhờ đại tá giúp nhà tôi ngược ra sài gòn an toàn tôi đảm bảo với ông kỹ sư không hiểu rồi trong tương lai chúng ta còn có dịp gặp nhau không tôi ân hận là biết ông kỹ sư quá muộn chúc ông kỹ sư gặp mọi điều may mắn sang đi lại giữa phòng khách tổng hành dinh đạn cối và tiểu pháo rơi ngoài rào từ các cao điểm đối diện súng máy của quân diệm bắn như mưa sang ngôi nhà cao tầng đại diện quyền uy của bình xuyên ngót 10 năm nay trời bắt đầu nhá nhem trước đó nửa giờ sang nổi nóng với bảy viễn chưa bao giờ ông làm như vậy với một người dù chẳng ra gì vẫn là bậc đứng đầu bình xuyên tin tức các mặt trận ra sao sang chợt nhớ lời luân các ông cực kỳ ngu xuẩn sang trả lời nhát gừng có bao nhiêu mặt trận mà kêu bằng các mặt trận thì tây ninh long xuyên họ đang nhậu sao men nói vậy hả tới giờ này mà anh còn chưa tỉnh lạ thật sang rít lên Tụi nó hy sinh Bình Xuyên Bình Xuyên hy sinh công an sung phong của tôi Anh rõ chưa Cái gì mà hy sinh Chẳng thằng nào nổ súng giáo À có một thằng nổ súng Đó là thằng Trình Minh Thế Mà nó nổ vô đây Vô Bình Xuyên Nó sắp vượt cầu chữ Y Anh muốn hỏi thăm nó Cứ ngồi đợi Một quả pháo 75 ly lao tới Và nổ ầm ngay sân Xô cột cờ nghiêng về một bên Bảy viễn tất tả rời tổng hành dinh Không căn vạn sang lấy một lời Bởi ông ta cho cột cờ nghiêng là điểm trắng lành hai trực thăng khởi động, bảy viễn chở tất cả những cái gì có thể chở được, các vali nặng trịch, nhưng chỉ một chiếc trực thăng rời sân cỏ, chiếc kia quay cánh quạt tại chỗ. Người lái trực thăng, một sĩ quan Pháp, không đồng ý mang tài sản của bảy viễn đi, nhất là tài sản của bảy viễn đã được chuyển trên cả một chiếc tàu to trước đây mấy hôm mà lại bỏ đại ta sang. Các vali bị vứt xuống sân cỏ. Hàng mấy chục cô vẫn ùa quanh trực thăng, họ xin được cứu, viên phi công lắc đầu. Quân cao đài liên minh chiếm dốc cầu phía tránh hưng rồi. Đội bảo vệ tổng hành dinh báo cáo bằng phone với Sang. Từ khi bảy viễn chạy trốn, Sang ngồi miết trên ghế, quên cả phì phò chiếc pip. Tiểu Phụng dịu dàng bảo Sang. Đại tá lên trực thăng. Còn cô, em sẽ đi bằng lối của em. Sang không nói gì, nhìn cô gái ung dung, ông nghĩ. Các điệp viên đều như vậy. Lý cai hớt hải hiện ở cửa. Sang ra hiệu cho Tiểu Phụng sang phòng bên sang nói giọng bình tĩnh ông lý cai tôi biết ông là người của ngô đình nhu từ lâu lý cai nép vào góc cột mở chốt an toàn khẩu súng ngắn mặt gã trắng bệch đáng lẽ gã cao chạy xa bay từ hôm qua song tuyến ra lệnh cho gã bám tổng hành dinh đến phút chót nhận diện và tìm tài liệu về số bình xuyên sẽ được cài lại gần kề cái chết lý cai vùng vẫy gã cố không run giọng không phải là chuyện quan trọng bây giờ bây giờ tôi mong đại tá suy nghĩ theo tôi đại tá nên ở lại với chính phủ tôi đảm bảo cho đại tá sang bật cười thật giòn lý cai tao đã ngu mà mày còn ngu hơn dẫu còn nửa giây thì tổng hành dinh bị chiếm tao vẫn đủ sức bắt mày vĩnh viễn không về tàu được nhưng tao không giết mày tao muốn mày sống để nói với thằng nhu rằng tao thua nó vì tao quá con nít đời còn dài thằng nhu đừng vội đắc chí mày mày liệu mà lủi cho lẹ lính của tao không rộng lượng như tao đâu sang không nói sai hai vệ sĩ chỉ chờ sang gật đầu sẽ xả hết băng tiểu liên vào lý cai như đã từng xả vào sáu thưng lý cai không dám nấn ná gã vọt nhanh ra bờ sông sang nói vào bộ đàm hạ lệnh cho rút về rừng xác chúc cô bình an sang bắt tay tiểu phụng hồ hữu tường trần văn ân và số cố vấn bao quanh sang cận vệ của sang phải bắn chỉ thiên mới đưa sang lại được cầu thang trực thăng sang bảo các ông ở lại các ông đã hại chúng tôi đến nỗi này theo làm gì nữa lưỡi các ông vẫn dẻo xương sống chưa cứng các ông không chết đâu đừng sợ trực thăng từ từ nhấc lên sang nhìn khu tổng hành dinh thở dài lý cai định lội xong hắn vừa tụt quần áo xong thì một khẩu súng ngắn kê sát lưng gã mày trốn hả một sĩ quan bình xuyên quát ông đại tá tha tôi mà lại băn sang tha mày lính bình xuyên không tha đổ khốn nạn nhưng lý cai bằng một thế võ đã phóng xuống nước trước khi viên sĩ quan bình xuyên bóp cò các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi phần 12 của tiểu thuyết Ván bài lật ngửa. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.